đội tuyển Việt Nam đã khép lại đợt 1 của quá trình tập luyện trong nước để bước sang giai đoạn 2. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu trò đã có mặt tại Hàn Quốc tập huấn. Và toàn đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu để mài giũa các miếng đánh trước khi bước vào thi đấu ở AFF Cup 2018. Trong những ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc chủ yếu cho các học trò tập thể lực. Những miếng đánh chiến thuật vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Đây được cho là ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo khi những miếng đánh chiến thuật chỉ được mài giũa ở Hàn Quốc. Tại quê hương của ông, các buổi tập, thậm chí là đá giao hữu đều sẽ là đá kín. Cánh bóng chí cũng như gió thám của các đội ở Đông Nam Á sẽ không thể biết được những gì mà đội tuyển Việt Nam sẽ làm trong thời gian này. Và đây cũng được xem là điều kiện thích hợp để nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm ra câu trả lời đang gây đau đầu nhất. Đó là dùng ai để thay thế vị trí mà Văn Thanh để lại. Trước khi sang Hàn Quốc, bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận ông cần phải tìm ra lời giải cho câu hỏi khá đau đầu này. Có điều hết sức đáng tiếc, đó là trường hợp chấn thương của Văn Thanh. Cậu ấy là cầu thủ đã thể hiện rất tốt khi đã ở vị trí hậu vệ cánh. Và trong quá trình tập luyện tới đây, tôi sẽ phải cố gắng tìm ra được phương án tốt nhất để thay thế Văn Thanh. Trong danh sách các cầu thủ được triệu tập lần này, có nhiều cái tên có thể thay thế vị trí mà Văn Thanh để lại. Trường hợp đầu tiên có thể kể đến, đó là tân binh Phạm Văn Thành. Khi biết tin hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai dính chấn thương, nhà cấm quân người Hàn Quốc đã có những tính toán và nhắm tới cái tên của câu lạc bộ Hà Nội. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng Văn Kiên sẽ được triệu tập, nhưng sau đó tất cả phải bất ngờ khi cái tên được gọi lại là Phạm Văn Thành. Có thể Văn Kiên không được gọi bởi tiền sử mắc bệnh tim của cầu thủ này. Dù cho anh vẫn thi đấu khá nhiều ở câu lạc bộ Hà Nội, nhưng điều đó vẫn không thể thuyết phục được ông thầy người Hàn Quốc. Văn Thành từng là một tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trên hàng công của đội bóng thủ đô, anh chấp nhận đá ở vị trí khác, và đó là vị trí hậu vệ cánh. Thử nghiệm của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra hiệu quả khi Văn Thành thích nghi khá tốt với vị trí này. Thiên hướng chơi bóng của Văn Thành là thích trông cao tấn công biên, điều mà Văn Thành đã làm rất tốt. Vì thế, rất nhiều người tin rằng Văn Thành có thể là sự thay thế tốt cho vị trí khuyết mà Văn Thanh để lại. Càng có lý do để khẳng định hơn khi trong buổi tập ngày 16 tháng 10 vừa qua, Văn Thành được bố trí đá biên đối diện với cánh của Văn Hậu. Cũng trong buổi tập trước ngày sang Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo còn bố trí hai cầu thủ khác thể hiện ở vị trí này. Đó là cặp đôi Hồng Duy và Văn Đức. Văn Đức là một thử nghiệm thực sự thú vị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền vệ này có những pha tấn công từ hai cánh và rất tự tin sọc thẳng vào trung lộ, tạo nên sự đột biến. Với những đối thủ chỉ ở mức vừa phải như ở vòng bảng, việc Văn Đức có thể đá ở vị trí mà Văn Thành để lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, không thể không kể đến Đức Huy, một cầu thủ cũng chơi rất tốt ở vai trò tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự ở hai biên. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, không ít lần Đức Huy đã đảm nhận những vai trò này và chơi tương đối tròn vai. Một nhân tố nữa có thể kể đến, đó là Quế Ngọc Hải. Cầu thủ từng được bố trí đá hậu vệ phải ở SEA Games 2015 và chơi khá ổn. Điểm mạnh của Ngọc Hải có thể kể đến, đó là khả năng phất bóng dài khá chuẩn xác và anh cũng có thể tham gia khung chiến khá hiệu quả. Người cuối cùng có thể gọi tên, đó là tân binh Đinh Viết Tú của Nam Định. Anh được xem là người có thể thay thế Văn Thanh nhờ vào phong độ khá tốt ở mùa giải qua. Bản thân cầu thủ này cũng khẳng định anh không bị áp lực với sự kỳ vọng này. Nhiều người hỏi em nhưng mà cái đấy không có gì gọi là áp lực cả, bởi vì mình sẽ cố gắng, huấn luyện viên xếp mình thi đấu ở đâu thì mình thi đấu ở đấy. Nói chung là vẫn phải là cố gắng hết mình. Những cái tên vừa được kể ra đều là những phương án có thể được sử dụng. Và việc mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần làm bây giờ là kiểm tra phong độ của họ. Chuyến tập huấn Hàn Quốc vừa là cơ hội và cũng vừa là thách thức với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Danh sách 30 người sẽ rút gọn còn 2-3 cầu thủ và chắc chắn những trận giao hữu trên đất Hàn Quốc sẽ là cơ hội cuối cùng cho tất cả.